Thân ái chào các em. Hôm nay chúng ta tiếp tục cái công thức Maclaurin mà vào trước chúng ta đã có dịp nói qua. Hôm nay thầy tiếp tục cho thêm các em hai ví dụ nữa. Đây là hai cái công thức khai triển mà chúng ta thường gặp. Cái mục đích của cái việc khai triển công thức Maclaurin đó là để nhằm cho chúng ta biến đổi một cái biểu thức hàm số xấp xỉ bằng một cái hàm đa thức. Thông qua đó để chúng ta dễ khảo sát cái hàm số của chúng ta hơn. Thế thì để thuận lợi cho chúng ta theo dõi và học mới thì thầy nhắc lại một chút về cái công thức Maclaurin như sau. Bây giờ nếu mà chúng ta có hàm số f đạo hàm đến cấp n cộng 1 trên một cái khoảng mở chứa x0 và nếu Maclaurin thì x0 của chúng ta nó bằng 0. Thế thì khi đó với một x thuộc vào cái khoảng mở y này, bao giờ chúng ta cũng có một cái C thuộc vào cái khoảng x0 hoặc là 0x, tức là x bé hơn 0 hoặc là x lớn hơn 0, xc của chúng ta C nhỏ hơn 0 hoặc C lớn hơn 0, sao cho chúng ta có được cái điều sau đây. Và cái đây là cái công thức Maclaurin, đó là fx của chúng ta lúc này được khai triển như sau: bằng f0 cộng cho đạo hàm của f tại 0 chia cho 1 giai thừa nhân cho x. Rồi cộng tiếp cho đạo hàm cấp 2 của f tại 0 chia cho 2 giai thừa nhân cho x bình phương. Các em chú ý cái quy luật của nó. Ở đây đạo hàm cấp 1 thì sẽ là 1 giai thừa và x mang lũy thừa 1. Ở đây đạo hàm cấp 2 thì ở dưới là 2 giai thừa và ở đây x lũy thừa 2. Vân vân cho đến đạo hàm cấp n của f tại 0 chia cho, nếu ở trên đạo hàm cấp n thì ở dưới là n giai thừa và chỗ này của chúng ta là x lũy thừa n, cộng cho một cái phần dư của x, phần dư đặt là rnx với rnx của chúng ta cũng theo giống cái quy luật này thôi, nó chính là đạo hàm cấp n cộng 1 tại c, c của chúng ta là thuộc vào cái khoảng từ x đến 0 hoặc từ 0 đến x đây. Nếu mà ở trên là n cộng 1 thì ở dưới của chúng ta là n cộng 1 giai thừa và chỗ này là x mang lũy thừa n cộng 1. Thế thì như vậy để chúng ta khai triển cái công thức Maclaurin này thì các em thấy chúng ta chỉ cần đi tính đạo hàm của hàm số f tại x bằng 0 cho đến đạo hàm cấp n. Để cho nên là mục đích của chúng ta để khai triển cái thực chất của nó là chúng ta đi tính đạo hàm cấp n của f tại x0 bằng 0. Và để tìm cái phần dư này thì các em phải lấy tiếp đến đạo hàm cấp n cộng 1 nữa. Tức là chúng ta còn phải quan tâm đến đạo hàm cấp n cộng 1 của x coi nó bằng bao nhiêu. Thế thì ở đây có một chỗ này các em. Ở bài học trước thầy cũng có đã nói rồi, bây giờ thầy có dịp thầy nhắc lại thôi. Chúng ta thấy rằng cái hàm số f của chúng ta nó mang biến số là x. Cho nên tất cả ở đây đều là x, các em thấy x, x bình phương, x lũy thừa n, đây là những cái đa thức. Nhưng mà cái phần dư rn này tự dưng nó lại có thêm chữ c ở đây nữa. Thì cái c ở đây nó không được đẹp lắm. Như vậy thì cái c này chúng ta sẽ biến đổi làm sao theo cái biến số x để cho nó đẹp bằng cái chú ý sau đây. Nếu như bây giờ chúng ta xem một cái số theta là cái số dương và bé hơn 1. Thế thì ta xem thử coi ra sao nhé. Ở đây ta thấy rằng có hai trường hợp. Nếu mà thuộc khoảng x0 hoặc 0x, tức là x âm hoặc là x dương, ta chia chủ thể ở đây cho các em thấy. Nếu mà x của chúng ta dương thì khi đó thầy nhân hai vế cho x thì bất đẳng thức chúng ta không đổi chiều. Như vậy ở đây các em sẽ được là 0 này, nhỏ hơn theta x, nhỏ hơn x. Còn nếu mà x của chúng ta âm thì ta nhân hai vế cho x bất đẳng thức sẽ đổi chiều. Như vậy ở đây ta sẽ được là x nhỏ hơn theta x, nhỏ hơn 0. Như vậy chúng ta quay trở lại cái giả thiết ban đầu của chúng ta. Thế thì bây giờ ở đây cái theta x đi từ 0 đến x đây, nó đóng vai trò là cái c đi từ 0 đến x. Còn ở dưới nếu x âm đây các em này, thì cái theta x nó đi từ x đến 0 nó phù hợp với cái c thuộc vào cái khoảng từ x đến 0. Do vậy mà cái theta x này nó đóng vai trò như là cái chữ c trong giáo khoa của chúng ta. Cho nên ta hoàn toàn có thể xem c như là cái theta x với theta của chúng ta thuộc vào cái khoảng từ 0 đến 1.
Như vậy thì với cái cách diễn tả C bằng theta x vào đây thì chúng ta thấy rằng cái biểu thức f của chúng ta toàn bộ nó mang cái biến là x thì trông nó đẹp hơn là chúng ta thể hiện nó là cái chữ C. Thế thì bài học trước thì chúng ta đã có dịp làm quen với một số những cái hàm, chẳng hạn như hàm sin, hàm cos, những cái hàm lượng giác, hàm mũ nữa. Thế thì bây giờ chúng ta còn lại hai cái hàm mà thầy muốn khai triển tiếp cho các em, đó là hàm log và một cái hàm lũy thừa. Thế bây giờ trước tiên chúng ta xem thử cái cách khai triển hàm log đó như thế nào nhé. Thầy cho một cái ví dụ tiếp theo của bài học trước mà thầy đánh số là ví dụ thứ tư. Chẳng hạn như khai triển Maclaurin của hàm số fx bằng log Neper của 1 cộng x. Thế vừa rồi thì thầy có trình bày với các em cái chủ yếu là khi mà khai triển cái Maclaurin thì chúng ta chỉ cần tính đạo hàm cấp n của f tại x0 bằng 0 và đạo hàm cấp n cộng 1 của f tại x. Cho nên ở đây chúng ta sẽ lấy đạo hàm từ từ. Trước hết chúng ta lấy đạo hàm cấp 1. Thế thì đạo hàm của log u thì đạo hàm bằng u phải chia u. U phải tức là đạo hàm của 1 cộng x. Đạo hàm 1 cộng x bằng 1 chia cho 1 cộng x, 1 u phải trên u, không khó. Rồi ta lại lấy tiếp đạo hàm cấp 2. Thế thì ở đây lại có dạng là 1 chia u. Đạo hàm của 1 chia u thì bằng trừ 1 chia u bình phương, có dấu trừ ở đây. Vậy thì ra được là u phải chia trừ u phải chia u bình mà u phải bằng 1. Như vậy nó sẽ ra được là 1 chia cho 1 cộng x tất cả bình phương. Ta lấy tiếp thử đạo hàm cấp 3 để ta hình dung ra được cái quy luật đạo hàm của nó như thế nào, để từ đó chúng ta có thể đoán được cái công thức đạo hàm cấp n của f. Ta tiếp tục lấy đạo hàm cấp 3. Thế thì ở đây lại tiếp tục có dạng 1 chia u, cho nên đạo hàm bằng trừ u phẩy chia u bình phương. Trừ đó với dấu trừ sẵn có ở đây nó mang thành dấu cộng. Như vậy nó chỉ còn lại là u phẩy, tức là đạo hàm của 1 cộng x tất cả bình thì nó ra được là 2 nhân 1 cộng x chia cho u bình phương, nghĩa là 1 cộng x lũy thừa 4. Ta đơn giản bớt x cộng 1 đơn giản cho x cộng 1 lũy thừa 4. Như vậy trên tử của chúng ta chỉ còn lại là 2 thôi, và dưới mẫu của chúng ta thì ở đây là 3. Rồi chúng ta lại tiếp tục lấy thêm một lần nữa đạo hàm để nhìn ra được cái quy luật của nó. Chúng ta lấy đạo hàm cấp 4, lại tiếp tục có dạng là 1 chia u. Như vậy đạo hàm bằng trừ u phải chia u bình phương, nó mang dấu trừ. Số 2 ở đây là hàng số và thầy viết lại ở đây thôi. Đạo hàm của 1 cộng x lũy thừa 3 thì bằng 3 nhân 1 cộng x tất cả bình phương chia cho u bình phương, nghĩa là 1 cộng x lũy thừa 3 bình phương nữa, chúng ta được lũy thừa 6. Chúng ta quan sát chúng ta thấy 1 cộng x bình phương đơn giản được cho 1 cộng x lũy thừa 6. Như vậy trên tử chúng ta chỉ còn lại số 2 nhân 3, thầy xóa đi. Còn lại 2 nhân 3. Và ở đây nó chỉ còn lại là lũy thừa 4 thôi. Như vậy thì từ đây chúng ta có thể nhận xét được điều gì cho đến đạo hàm cấp 4 rồi. Thế bây giờ ta dự đoán đạo hàm cấp n của f bằng cái gì nhé. Trước hết chúng ta quan tâm đến dấu. Nếu đạo hàm cấp 1 thì nó mang dấu cộng, đạo hàm cấp 2 mang dấu trừ, đạo hàm cấp 3 mang dấu cộng, đạo hàm cấp 4 mang dấu trừ. Như vậy chúng ta thấy rằng cứ hết đạo hàm cấp lẻ thì là cộng, đạo hàm cấp chẵn thì là trừ. Như vậy ở đây để thể hiện nếu là n lẻ thì cộng, n chẵn thì trừ. Cho nên ta sẽ ký hiệu nó bằng trừ 1 lũy thừa n trừ 1. Đúng chưa nào? Và quả thực như vậy, với n bằng 1 ta thay vào đây 1 trừ 1 bằng 0. Trừ 1 lũy thừa 0 bằng 1, nó mang dấu cộng. Rồi n bằng 2 ta thay vào đây 2 trừ 1 là 1, trừ 1 lũy thừa 1 là dấu trừ. Và các em thấy cái cách dấu, cái quy luật dấu của nó là như vậy. Thế rồi còn là trên tử số. Tử số thì chúng ta thấy đạo hàm cấp 1 thì nó bằng 1, đạo hàm cấp 2 cũng là 1, đạo hàm cấp 3 là 2, đạo hàm cấp 4 là 2 nhân 3. Có lẽ chúng ta nên xuất phát từ đạo hàm cấp 4 dễ nhìn hơn.
Nếu là hàm cấp 4 thì ta thấy rằng ở trên 2 nhân 3 tức là 3 giai thừa. Nếu là hàm cấp 4 thì 3 giai thừa thì ở đây là hàm cấp 3, số 2 này chính là 2 giai thừa, bớt đi 1 đơn vị. Đạo hàm cấp 2 thì nó ra được 1 giai thừa. Đạo hàm cấp 1, số 1 này chính là 0 giai thừa. À, như vậy thì đạo hàm cấp n thì trên tử lúc này nó sẽ bớt đi 1, tức là n trừ 1 giai thừa. À, tất cả chia cho mẫu số, cái quy luật khá dễ thấy. Đạo hàm cấp 1 thì 1 cộng x, đạo hàm cấp 2 thì 1 cộng x bình phương, vân vân. Đạo hàm cấp 4 thì là 1 cộng x lũy thừa 4. Do vậy ở đây đạo hàm cấp n mẫu của chúng ta sẽ là 1 cộng x tất cả lũy thừa n. À, như vậy thì ở đây để chứng thực cái điều này là đúng thì chúng ta chỉ cần làm thêm một cái bước nữa, là ta lấy thêm cái đạo hàm cấp n là cộng 1, rồi ta dùng cái nguyên lý quy nạp để chúng ta chứng minh rằng cái công thức của chúng ta là nó đúng với mọi n là số tự nhiên ngay thôi. Cái điều đó thì thầy để dành cho các em. Thế thì bây giờ ở đây từ cái việc ta có được cái đạo hàm cấp n của x rồi, ta suy ra được đạo hàm cấp n là tại không, đây là cái đích của chúng ta cần phải tính. Ta thay x bằng 0 vào mẫu. Như vậy ở trên này của chúng ta còn lại trừ 1 lũy thừa n trừ 1. 0 vào đây thì 1 cộng 0 lũy thừa n mẫu nó bằng 0. Như vậy trên tử chỉ còn lại n trừ 1 giai thừa thôi. Và vừa rồi thì chúng ta vừa mới nói với nhau, ngoài cái việc chúng ta tính đạo hàm cấp n tại không ra, chúng ta còn phải tính tiếp đến đạo hàm cấp n cộng 1 của x nữa. Ở đây thầy thiếu dấu 1, cộng 1 của x. Như vậy thì ứng với n cộng 1 thì ở đây nó sẽ là bớt đi 1 thôi, tức là trừ 1 lũy thừa n. Rồi ở đây nó sẽ là gì? N trừ 1 thì tăng thêm 1 đơn vị là n là giai thừa, và chia cho tăng thêm 1 tức là 1 cộng x lũy thừa n cộng 1. Ở đây là đạo hàm cấp n cộng 1, fn cộng 1 x bằng cái này. Thế bây giờ chúng ta ghi nhớ cho thầy cái công thức, hai cái công thức này để chúng ta chuẩn bị qua trang mới như sau. Đây, vừa rồi chúng ta có được đạo hàm cấp n cộng 1. Rồi ta có đạo hàm cấp n tại 0 đây. Vậy thì bây giờ chúng ta khai triển Maclaurin của hàm số f. Thầy nhắc lại công thức cho các em nhớ. Đây, công thức của chúng ta. Ở đây fx cụ thể của chúng ta là log Nebel của 1 cộng x. Thế thì f0 nghĩa là thay x bằng 0 vào f. Chúng ta thay x bằng 0 vào f chỗ này thì ta còn lại ở đây là log Nebel của 1. Log Nebel của 1 bằng 0. Như vậy chỗ này của chúng ta bằng 0 rồi. Tiếp tục ở đây, đạo hàm tại 0, đạo hàm cấp 1 tại 0, f phải 0, tức là ứng với n bằng 1. N bằng 1 ta thay vào đây. N bằng 1 thay vào chỗ này. 1 trừ 1 hết, trừ 1 lũy thừa 0 bằng 1. 1 thay vào đây 0 lũy giai thừa bằng 1. À, như vậy cả chỗ này của chúng ta bằng 1. 1 giai thừa cũng bằng 1. Như vậy nó chỉ còn lại chỗ này là x. Tiếp tục. Thế thì bây giờ đến đạo hàm cấp 2, tức là ứng với n bằng 2. N bằng 2 ta thay vào đây, 2 trừ 1 bằng 1, trừ 1 lũy thừa 1 bằng trừ 1. Vậy đây là dấu trừ. Rồi thay n bằng 2 vào đây thì ở đây ta có được cái gì? 2 trừ 1 là 2, 2 trừ 1 là 1, 1 giai thừa bằng 1. À, như vậy thì tử số là 1. Còn mẫu số của chúng ta 2 giai thừa bằng mấy? Bằng 2, ta viết lại ở đây. Tử là 1, x bình phương mang lên tử cho nó đẹp. Ta tiếp tục đến khi n là bằng 3, tức là đạo hàm cấp 3. N bằng 3 thay vào đây, ta có 3 trừ 1 là 2, trừ 1 lũy thừa 2 là cộng 1. Như vậy đây là dấu cộng. Ứng với n bằng 2, n bằng 3 thì 3 trừ 1 là 2 giai thừa. Các em quan sát chỗ này, 2 giai thừa đây, ở dưới mẫu là 3 giai thừa. Như vậy 2 giai thừa mà chia cho 3 giai thừa ta đơn giản bớt đi. Như vậy thì lúc này ở mẫu chúng ta thay vì 3 giai thừa chúng ta chỉ còn lại là 3 thôi. Còn x lũy thừa 3 ta mang lên tử. Tiếp tục, với n bằng 4, 4 trừ 1 là 3, trừ 1 lũy thừa 3 là trừ 1. Như vậy đây mang dấu trừ. N bằng 4 thay vào chỗ này, 4 trừ 1 là 3 giai thừa, ở dưới mẫu là 4 giai thừa. 3 giai thừa chia 4 giai thừa đơn giản bớt thì như vậy dưới mẫu của chúng ta
còn lại là 4. Còn đây x đuôi thừa 4 chúng ta mang lên. Rồi vậy thì tiếp tục như vậy, các em thấy quy luật dấu cũng dễ, cộng trừ thì đương nhiên đây là cộng, vân vân, cho đến đạo hàm cấp n tại 0 là cả cái số này. Thầy viết lại ở đây, trừ 1 lũy thừa n trừ 1 nhé. Rồi bây giờ ở đây n trừ 1 giai thừa, ở dưới mẫu là n giai thừa, ta đơn giản n trừ 1 giai thừa cho n giai thừa. Như vậy ở đây mẫu của chúng ta chỉ còn lại là n thôi. Ở đây x lũy thừa n chúng ta mang lên, chúng ta viết lại ở đây. Thế rồi cộng tiếp cho cái phần dư của nó chỗ này. Đạo hàm cấp n cộng 1 tại C. Đạo hàm cấp n cộng 1 đây các em. Mà vừa rồi thầy bảo với các em cái C này của chúng ta đó, và chúng ta được ghi nó là cái theta x với theta của chúng ta nằm trong cái khoảng từ 0 đến 1. À như vậy thì đạo hàm cấp n cộng 1 tại C nó sẽ là như sau. Trước hết nó là trừ 1 lũy thừa n. Thế rồi ở trên tử là n giai thừa. Ở dưới mẫu là n cộng 1 giai thừa. Ta đơn giản bớt cho n giai thừa và n cộng 1 giai thừa đơn giản đi. Như vậy dưới mẫu chỉ còn lại là n cộng 1 thôi. Rồi ở đây còn lại là 1 cộng x lũy thừa n cộng 1. Nhưng ở đây x của chúng ta đóng vai trò là C. Mà C thì chúng ta vừa mới xem như là cái theta x với theta đi trong khoảng từ 0 đến 1. Như vậy thì 1 cộng x lũy thừa n cộng 1 sẽ là 1 cộng theta x lũy thừa n cộng 1. Còn x lũy thừa n cộng 1 chỗ này chưa viết, chúng ta viết lại ở đây. Đây là cái cách thức khai triển Maclaurin của cái hàm log Nebe 1 cộng x. Và như vậy thì chúng ta thấy thầy vừa thấy khai triển xong cho em giải quyết xong ví dụ số 4 thì chúng ta thấy như thế này. Cái gốc vấn đề của cái khai triển Maclaurin là làm cách nào chúng ta đi lấy đạo hàm cấp n bằng cách lấy từ từ. Lấy đạo hàm cấp 1, cấp 2, cấp 3. Nếu vẫn chưa thấy quy luật lấy tiếp đạo hàm cấp 4. Vân vân. Cho đến lúc mà chúng ta nhận ra được cái quy luật đạo hàm cấp n, rồi ta có thể dùng cái nguyên lý quy nạp để chứng minh cái sự dự đoán của chúng ta là đúng đắn. Rồi từ đó chúng ta giải quyết được tất cả mọi cái dữ kiện ở trong cái công thức Maclaurin của chúng ta. Bây giờ chúng ta còn một cái hàm nữa là hàm về lũy thừa, cái cách thức khai triển Maclaurin của hàm lũy thừa như thế nào các em. Chúng ta xem ví dụ số 5 như sau. Khai triển Maclaurin của hàm fx bằng 1 cộng x lũy thừa alpha. Với alpha của chúng ta không phải là số tự nhiên, nó là cái số thực. Như vậy thì ở đây cũng vậy. Chúng ta sẽ lấy đạo hàm. Trước tiên chúng ta lấy đạo hàm cấp 1. Đạo hàm cấp 1 của 1 cộng x lũy thừa alpha nó sẽ là alpha nhân cho 1 cộng x lũy thừa alpha trừ 1. Công thức đạo hàm không khó. Chúng ta thử thêm một lần nữa đạo hàm cấp 2. Thì như vậy alpha của chúng ta viết lại ở đây. Thế rồi cái lũy thừa alpha trừ 1 này đưa ra ta có được alpha trừ 1. Và ở đây thì còn lại 1 cộng x lũy thừa alpha bớt đi 1 nữa còn lại alpha trừ 2. Và nếu như vậy thì chúng ta cứ lấy tiếp tục mãi như thế thì chúng ta cứ đem alpha trừ 2 ra thì bớt đi còn lại alpha trừ 3. Rồi cứ đem bớt ra như vậy. Cho đến đạo hàm cấp n thì nó sẽ được là alpha nhân alpha trừ 1 nhân cho vân vân. Thế bây giờ chúng ta xem thử cái quy luật như thế nào nhé. Nếu ở đây đạo hàm cấp 2 thì ta sẽ dừng lại ở alpha trừ 1. Tức là số 1 này nhỏ hơn số 2 một đơn vị. Như vậy ở đây đạo hàm cấp n thì ta sẽ lấy alpha trừ cho mở ngoặc n trừ 1. Thì nếu ta bỏ ngoặc ra thì ta sẽ ra được là alpha trừ n cộng 1, bớt đi 1 đơn vị. Đúng chưa nào? Còn ở đây, đạo hàm cấp 2 thì nó sẽ là alpha trừ 2. Vậy đạo hàm cấp n của chúng ta nó sẽ là x lũy, 1 cộng x lũy thừa alpha trừ n. Cái quy luật của nó là như thế. Rồi. Chúng ta cũng có thể dùng quy nạp để chứng minh sự đúng đắn. Thế vậy thì bây giờ, đạo hàm cấp n là tại 0 nó bằng bao nhiêu?
ta thay x bằng 0 vào đây thì cả cái chỗ này của chúng ta bằng 1. Như vậy nó còn lại là cái gì? Alpha nhân alpha trừ 1 nhân vân vân cho đến alpha trừ n cộng 1. Và chúng ta còn phải tính tiếp đạo hàm cấp n cộng 1 tại x nữa. Thì ta lại tiếp tục lấy, ta lại đem tiếp cái alpha trừ n ra. Thì ta được bắt đầu từ alpha dài dài cho đến alpha trừ n. Và bớt đi 1 nữa thì còn lại ở đây là 1 cộng x lũy thừa alpha trừ n trừ 1. Và bây giờ thì chúng ta ghi nhớ cho thầy hai công thức này để chúng ta qua trang mới nhé. Ở đây các em chú ý một chút, để thầy qua trang mới, các em nhớ cái này, thầy qua trang mới thầy nói cho nghe cái chỗ này. Ở đây là đạo hàm cấp n tại 0 thì nó là alpha nhân alpha trừ 1 nhân hòa cho đến alpha trừ n cộng 1. Như vậy đạo hàm cấp 1 thì ta chỉ dừng lại ở đây. Đạo hàm cấp 2 thì ta dừng lại ở đây. Đạo hàm cấp 3 ta dừng tiếp thêm một chỗ nữa. Đến đạo hàm cấp n thì ta dừng lại ở đây. Vậy để cho thuận lợi trong cái việc của chúng ta khai triển Maclaurin. Rồi bây giờ thì thầy lại tiếp tục nhắc lại cái công thức Maclaurin của chúng ta đây. Ở đây fx của chúng ta là 1 cộng x lũy thừa alpha. Bắt đầu chúng ta thế vào công thức. F0 tức là thay x bằng 0 vào f. Số này bằng 0. 1 lũy thừa alpha bằng 1. Vậy chỗ này của chúng ta bằng 1. Thế rồi ở đây cộng. À, vừa rồi thầy bảo rằng đạo hàm cấp 1 tại 0 tức là nó chỉ dừng lại ở chỗ này thôi. Nó không lấn qua cái alpha trừ 1. À, như vậy đạo hàm cấp 1 tại 0 nó bằng alpha. Ở đây 1 giai thừa bằng 1 khỏi ghi. Ở đây là x chép lại. Thế rồi cộng tiếp cho đạo hàm cấp 2 thì nó lấn tới alpha trừ 1. Như vậy ở đây ta có được F2,0 nó là alpha nhân alpha trừ 1 chia cho 2 giai thừa nhân x bình phương. Vân vân. Cho đến đạo hàm cấp n của chúng ta, nó là cả cái khúc này. Nó là alpha nhân alpha trừ 1 nhân alpha trừ n cộng 1 tất cả chia cho n giai thừa nhân cho x lũy thừa n. Và ta cộng cho cái phần dư này. Ở đây vẫn vậy. Cái c này của chúng ta được xem như là theta x với theta nằm trong khoảng từ 0 đến 1. À, như vậy ta lại tiếp tục cộng tiếp cho ta lấn tới đây. Đây. N là cộng 1 đây. Tức là alpha nhân alpha trừ 1 nhân hoài để alpha trừ n. Ở đây x đóng vai trò là theta x. 1 cộng cho theta x nhân alpha trừ n trừ 1. Rồi chia cho n cộng 1 giai thừa. Chúng ta viết lại ở đây. Đây là toàn bộ cái khai triển Maclaurin của cái hàm lũy thừa 1 cộng x lũy thừa alpha. Thế bây giờ ở đây chúng ta thấy một cái điều rất thú vị sau đây. Bây giờ thầy cho alpha của chúng ta, x lũy thừa em viết lại, thầy chưa viết rồi. Nếu ta xem alpha là n là số tự nhiên. Nếu alpha là n thì ở đây ta thay vào đây thì cái alpha trừ n của ta chỗ này là mất rồi. Hết rồi, bằng 0. Vậy cả cái phần dư này của chúng ta bây giờ nó không còn nữa. Nó bằng 0, nó biến mất. Và ta thay alpha bằng n vào đây thì ta có được 1 cộng x lũy thừa n bằng 1 cộng nx cộng cho n nhân n trừ 1 chia 2 giai thừa x bình phương. Vân vân với alpha bằng n ở đây. Alpha bằng n thì đây là n trừ n cộng 1. Như vậy cả chỗ này còn lại 1. Và nếu ta để ý với nhau một chút, chỗ này cho dễ nhỉ. Chẳng hạn alpha như alpha trừ 1 chia 2 giai thừa nó chính là gì nhỉ? Nó chính là C n chập 2. Chỗ này chính là C n chập 1. Số 1 chính là C n chập 0. Chỗ này nó chính là C n chập n của chúng ta đây. À, như vậy thì chúng ta lại bắt gặp khi alpha bằng n thì chúng ta bắt gặp lại cái cách khai triển của nhị thức Newton mà chúng ta được học ở chương trình phổ thông. Các em thấy không? À, như vậy thì cái ví dụ số 5 này cũng là cái chấm dứt cái khai triển Maclaurin. Và qua cái ví dụ số 5 này thì chúng ta thấy cái sự, chúng ta càng tin tưởng ở cái cách khai triển Maclaurin. Bởi vì khai triển Maclaurin thầy không chứng minh, thầy chỉ giới thiệu công thức. Và ở đây thì chúng ta thấy với cái alpha của chúng ta là n thì nó trở lại cái công thức Newton, khai triển Newton ở chương trình phổ thông. Mà cái công thức khai triển Newton là công thức khai triển đúng đắn,
cái phần dư của nó bằng không. Thế bây giờ còn một cái ứng dụng của đạo Hàm nữa, đó là cái quy tắc Lobita, là cái quy tắc mà chúng ta dùng để tính giới hạn của một hàm số. Thế bây giờ thì sau cái bài quy tắc Lobita rồi thì chúng ta chấm dứt luôn được cái phần đạo hàm. Như vậy thì cái phần đạo hàm nó cũng có khá nhiều cái ứng dụng, nó còn ứng dụng nữa, nhưng mà cái thời gian thì không cho phép thầy đào sâu thêm, chẳng hạn như sử dụng nó để xét tính chất đơn điệu hoặc là cực trị vân vân, tất cả lồi lõm cũng có. Thì tất cả những cái phần đó chúng ta đã được học ở phổ thông rồi, cho nên ở đây thầy cũng không có cần nhắc lại cho các em. Ở đây thì cái quy tắc Lobitan thì chúng ta chưa có được học ở phổ thông, thì ở đây thầy muốn giới thiệu cho các em cái quy tắc đó. Và nhờ cái quy tắc Lobitan đó mà chúng ta thấy cả cái chương giới hạn của hàm số nó trở thành rất nhẹ. Hầu như bài nào chúng ta cũng có thể, gần như là chúng ta có thể dùng cái quy tắc này để chúng ta giải quyết cái giới hạn của hàm số. Thế bây giờ thì chúng ta theo dõi cái nội dung của quy tắc Lobita các em. Giả thiết cho chúng ta như thế này. Đó là hàm số f và g đều khả vi trong một cái lân cận nào đó của x0. Và có thể là nó không cần khả vi tại x0 cũng được. Thế thì ở đây chúng ta chú ý cho thầy cái giả thiết của cái quy tắc này nhé. Đó là nếu mà giới hạn của f khi x dần đến x0 mà bằng 0, và lim của gx khi x tiến đến x0 cũng bằng 0 nữa. Tức là cả hai giới hạn f và g khi x dần đến x0 đều bằng 0. Hoặc là giới hạn của trị tuyệt đối f khi x tiến đến x0 và giới hạn của trị tuyệt đối g khi x dần đến x0 đều ra vô cực cả, cộng vô cực cả. Tức là f và g cùng dần đến 0, hoặc f và g cùng dần đến cộng vô cực hoặc trừ vô cực khi x tiến đến x0, thì khi đó chúng ta lại có, và có một cái điều này là các em hay quên, nó còn kèm theo một chuyện này nữa. Đó là lim khi x tiến đến x0 của f phẩy x chia cho g phẩy x phải tồn tại nữa cơ, tồn tại hữu hạn. Thì khi đó chúng ta có cái quy tắc Lobita được phát biểu như sau. Đó là lim khi x dần đến x0 của fx chia cho gx nó sẽ bằng lim khi x dần đến x0 của f phẩy x chia cho g phẩy x. Trước khi thầy cho ví dụ thì thầy muốn nhắc lại cái giả thiết một chút. F và g đều phải dần đến 0. Như vậy thì f chia g rơi vào dạng vô định 0 trên 0. Hoặc f và g cùng tiến đến vô cực, thì như vậy f chia g có dạng vô định vô cực chia vô cực. Như vậy quy tắc Lobitan chúng ta chỉ hạn chế để phá cái dạng vô định không chia không hoặc vô cực chia vô cực, với điều kiện lim của f phết chia g phết phải tồn tại khi x tiến đến x0. Thế thì ở đây là cái lý thuyết. Thế thì thực hành thực tế thì cái x0 này của chúng ta có thể là vô cực cũng được, x tiến đến cộng vô cực hoặc x tiến đến trừ vô cực, thì cái quy tắc này của chúng ta vẫn đúng. Các em nhớ, nhưng mà nhấn mạnh lại, luôn luôn phải ghi nhớ cái giới hạn của f phết chia g phết phải tồn tại, thì lúc đó quy tắc Lobitan của chúng ta mới gọi là đúng. Thế bây giờ chúng ta coi một số những cái ví dụ thầy trình bày sau đây. Ví dụ này dễ. Trước hết khi x tiến đến cộng vô cực thì chúng ta thấy x lũy thừa n là tiến đến vô cực, và ơ lũy thừa x khi x tiến đến vô cực cũng tiến đến vô cực. Như vậy giới hạn này của chúng ta mang dạng vô định là vô cực chia vô cực, nó phù hợp với cái quy tắc Lobitan chúng ta vừa mới trình bày. Do vậy mà cái giới hạn a của chúng ta được biến đổi như sau: bằng lim khi x tiến đến cộng vô cực của chúng ta lấy đạo hàm tử là n nhân x lũy thừa n trừ 1, chia cho đạo hàm mẫu ơ mũ x đạo hàm là chính nó. Và khi x tiến ra cộng vô cực thì các em quan sát chúng ta vẫn thấy tiếp tục tử và mẫu đều tiến đến vô cực, do vậy vẫn có dạng vô định vô cực chia vô cực.
Cho nên chúng ta lại tiếp tục dùng quy tắc L'Hôpital thêm một lần nữa. Như vậy thì bằng lim, khi x tiến đến cộng vô cực, chúng ta lấy đạo hàm thêm một lần nữa ở tử, ta được n, lôi n trừ 1 ra, trong này còn lại x bớt đi một đơn vị n trừ 2. Rồi ở đây ơ mu x đạo hàm cũng là chính nó thôi, vân vân. Và chúng ta thấy rằng vẫn tiếp tục có dạng vô cực chia vô cực, cho nên chúng ta lại tiếp tục dùng quy tắc L'Hôpital nữa, dùng hoài, dùng cho đến đạo hàm cấp n của cái x lũy thừa n này. Vậy thì nếu ta lấy hoài đạo hàm thì rõ ràng nó cứ bậc nó giảm dần xuống n, rồi đến n trừ 1, rồi tiếp tục đó là n trừ 2, rồi tiếp theo đó là n trừ 3, tiếp đó n trừ 4, giảm dần cho đến số 1. Như vậy thì n nhân giảm dần cho đến số 1 thì nó chính là n giai thừa. Và đạo hàm của mẫu ôm x lúc nào cũng là chính nó cả. Vậy thì ta thấy rằng trên tử của chúng ta là một số, là một hằng số, là n giai thừa, không dính gì đến cái biến số x của chúng ta cả. Còn ở đây khi x tiến đến cộng vô cực thì mẫu số ơ mu x sẽ tiến đến vô cực. Một hằng số chia cho vô cực thì rõ ràng chúng ta thấy giới hạn của chúng ta nó bằng 0. Và cái giới hạn này nó tồn tại, cho nên ta mới kết luận được rằng giới hạn A của chúng ta bằng 0 là như vậy. Đó là cái ví dụ thứ nhất. Bây giờ ta quan sát tiếp ví dụ số 2. Và chúng ta để ý cho thầy cái ví dụ số 2 này rất là hay. Trước khi thầy giải quyết ví dụ số 2 thì thầy nói cho nghe cái ý quyết định khi chúng ta dùng quy tắc L'Hôpital vẫn là giới hạn của f phết chia g phết phải tồn tại. Thế bây giờ chúng ta xem thử ví dụ 2, thầy trình bày cho các em coi nhé. Ta có cái dạng vô định vô cực chia vô cực, không khó thấy. Khi x tiến đến vô cực thì cái cốt x này của chúng ta nó là hàm số bị chặn trong đoạn từ trừ 1 đến 1 rồi. Vậy thì cái x này của chúng ta nó sẽ tiến ra vô cực thôi. Mà dạng vô cực trên vô cực thì hoàn toàn có nhiều hy vọng để dùng quy tắc L'Hôpital. Ta có A của chúng ta bằng lim khi x tiến tới cộng vô cực của... Chúng ta lấy đạo hàm của tử nhé. Đạo hàm của x bằng 1. Đạo hàm của cos x bằng trừ sin x. Tương tự đạo hàm của mẫu. Đạo hàm x bằng 1. Đạo hàm của trừ cos x bằng trừ cho trừ sin, tức là cộng sin x, khi x tiến đến cộng. Thế thì bây giờ cái giới hạn này chúng ta xem thì có nó có tồn tại không? F phết chia G phết đây. Khi tiến đến cộng vô cực, nếu chúng ta theo dõi những bài học trước thì thầy đã chứng minh cho các em rằng là cái sin x này của chúng ta này, khi x tiến đến vô cực là không tồn tại. Thế bây giờ chúng ta thử xem. Muốn chứng minh không tồn tại, chúng ta chỉ cần chỉ ra hai cái dãy khác nhau cùng tiến đến cộng vô cực, nhưng mà nó lại có giá trị lim của nó, liên của f, hai cái giá trị giới hạn đó, hai cái dãy đó nó lại khác nhau. Thế bây giờ để dễ trình bày thì thầy đặt cái này nó là fx khi x tiến đến cộng vô cực, tức là fx nó là cái biểu thức 1 trừ sin chia 1 cộng sin đây. Ta xem hai cái dãy số sau đây các em. Dãy thứ nhất an, thầy chọn nó là b chia 2 cộng 2nb. Rõ ràng cái dãy số này của chúng ta tiến đến cộng vô cực khi n là tiến ra vô cực. Nó phù hợp với x tiến ra cộng vô cực. Chúng ta xem một dãy số nữa khác với dãy số bn, an, ta đặt nó là bn, nó là 2nb. Và 2nb này cũng tiến về cộng vô cực khi n là tiến ra vô cực. Nó phù hợp với x tiến ra cộng vô cực. Nhưng mà chúng ta lại thấy tiếp hai chuyện sau đây. Thế thì f của an, ta thay b trên 2 cộng 2nb vào sin. Như vậy trên tử chúng ta được này, 1. Chu kỳ của sin là 2b, như vậy bỏ được 2nb, thay b trên 2 vào sin b trên 2 bằng 1. Như vậy trên tử là trừ 1. Tương tự dưới mẫu 1, sin x thay vào ta còn lại 1. Thì như vậy nó bằng 0. FAN là bằng 0, cho nên chúng ta kéo theo được là giới hạn của FAN khi n là tiến ra cộng vô cực sẽ bằng 0 thôi. Một cách tương tự, các em đi tìm FBN. Với BN là bằng 2NB, ta thay vào sin thì ta có 1.
lúc này B 2NB thay vào sin 2NB, 2NB nó bằng 0. Tương tự cho mẫu 1 cộng 0. Như vậy chia ra ta còn lại 1. Do đó mà lim của FBN khi n là tiến đạt cộng vô cực nó bằng 1. Thế bây giờ chúng ta xem. Giới hạn số 0, số 1 của chúng ta rõ ràng khác nhau. Lim FAN và lim FBN là khác nhau. Cho nên ta kết luận rằng lim của FX của chúng ta khi x tiến đến cộng vô cực là không tồn tại. Mà ta bảo lim của F không tồn tại, thế ta bảo vậy A cũng không tồn tại luôn. Thế đúng hay sai? Đương nhiên là sai. Bởi vì nó vi phạm vào cái giả thiết của cái quy tắc L'Hôpital của chúng ta rồi. Muốn sử dụng quy tắc L'Hôpital, nguyên tắc lim của F phết chia G phết phải tồn tại. Ở đây không tồn tại, không dùng được. Như vậy đối với ví dụ 2, chúng ta chỉ có thể dùng tính giới hạn một cách thuần túy thôi. Vậy thì bây giờ chúng ta tính một cách thuần túy, tính bình thường, không dùng quy tắc L'Hôpital được. Vậy thì chúng ta lại quay trở lại. Thế bây giờ chúng ta sẽ làm như sau? Trước hết chúng ta có một cái nhận xét sau đây kìa đã. Trị tuyệt đối của cos x chia x sẽ bé hơn hay bằng? Ta biết rằng trị tuyệt đối của cos bao giờ cũng nhỏ hơn hay bằng 1. Như vậy nó sẽ bé hơn hay bằng 1 chia cho trị tuyệt đối của x. Và 1 chia trị tuyệt đối của x này rõ ràng tiến về 0 khi x của chúng ta tiến đến cộng vô cực. Là chúng ta nhớ chuyện này. Như vậy thì trị tuyệt đối của cos x chia x dần về 0 khi x tiến đến cộng vô cực, cho nên cos x chia x cũng tiến về 0 khi x tiến đến cộng vô cực mà không cần trị tuyệt đối ở đây nữa. Như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ biến đổi cái giới hạn của chúng ta như sau. Như vậy thì lim khi x tiến đến cộng vô cực ta đặt x trên tử làm thừa số chung. Ở đây ta bằng 0 đó, thầy muốn nhắc lại lại đó đó. Vậy thì A của chúng ta như sau. Ta đặt x làm thừa số chung nhé. Thì ở đây chúng ta còn lại là 1. Ở đây chúng ta còn lại là cos x chia cho x. Tương tự, mẫu số đặt x làm thừa số chung thì ở đây còn lại là 1. Ở đây trừ cho cos x chia x. Thế thì khi x tiến đến cộng vô cực, đây thầy vừa mới nói xong, cos x chia x chỗ này của chúng ta nó tiến đến 0. Cos x chia x chỗ này cũng tiến tới 0. Còn x này chúng ta đơn giản đi hết. Như vậy thì ở đây giới hạn của chúng ta bằng mấy? Bằng 1. Như vậy thì vừa rồi mà chúng ta bảo với nhau rằng A của chúng ta không tồn tại bởi vì F phết chia G phết không tồn tại, A không tồn tại, điều đó không đúng. Hoàn toàn không đúng. Ở đây A của chúng ta nó bằng 1, nó là giới hạn hữu hạn. Thế bây giờ thì ta xem thử tiếp một cái ví dụ số 3 nữa. Là ví dụ này cũng dễ thôi. Chúng ta thấy nó có dạng vô định là 0 trên 0 này. Thì chúng ta có thể xem nó như là một cái bài tập về nhà. Bằng cách là chúng ta lấy đạo hàm của nó, thầy lấy thử cho các em coi một chút nhé. Đạo hàm của trên tử là 2x này. Đạo hàm của log x là bao nhiêu? 1 trên x. Đạo hàm của ơ mũ x bằng mấy? Bằng chính nó. Và khi x tiến đến 1 thì các em thấy rất dễ. Khỏi cần bài tập về nhà, các em thấy hết dạng vô định. Trên tử là mấy nhỉ? 2 cộng 1 là 3. Dưới mẫu là gì? Khi x tiến đến 1 nó bằng ơ. Cực kỳ nhanh chóng. Nhìn vào thấy quá sợ ở cái giới hạn này, nhưng mà chúng ta tính rất nhanh. Thế thì bây giờ cái bài học của chúng ta đến đây thì thầy muốn tạm dừng ở đây. Thầy muốn trình bày thêm cho các em một số những ví dụ về quy tắc L'Hôpital. Hôm nay thì chúng ta chỉ dừng lại ở những cái dạng vô định, vô cực chia vô cực và không chia không. Thế còn đối với những cái dạng vô định khác không phải là vô cực chia vô cực, không chia cho không, thì chúng ta có thể dùng quy tắc L'Hôpital được hay không? Thì câu trả lời là chúng ta tìm cách này, tìm cách khác để đưa về cái dạng vô định, vô cực chia vô cực hoặc không trên không. Và chú ý, lim của F phết chia G phết phải tồn tại. Thì lúc đó ta mới dùng được quy tắc L'Hôpital. Thế bài học của chúng ta đến đây là chấm dứt. Thầy thân ái chào.